One Fight Night 17, chiến binh duy nhất đã trở lại, quyết tâm lọt vào top 5. Duy nhất đối đầu cùng Dennis Burick trực tiếp 7 giờ ngày 9 tháng 12 trên HTV Thể Thao. Mời các bạn theo dõi sự kiện One Championship Fight Night 17 ngày 9 tháng 12 2023 trên kênh HTV Thể Thao và cổ vũ cho Nhất.